Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Kênh của mình thì chuyên về một số dự án kiếm tiền điện tử free. Dự án hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền điện tử free là dự án Thanh Metaverse. Dự án này thì mạng BSC, tức là mạng Binance Smart Chain các bạn nhé. Dự án này sẽ chia sẻ khoảng 50.000 token SHOT cũng như là 2.000 BUSD cộng với 100 NFT Lockboxer từ dự án này nhé. Có dàn panel rất là chất lượng và sẽ dành cho top 1.000 1.000 random cũng như là top 120. Bạn nào mà chưa tham gia cái dự án này thì mọi người có thể làm theo hướng dẫn của mình để tham gia các bạn nhé. Dự án này thì vẫn làm ở trên nền tảng glem.io. Nền tảng này thì các bạn sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải có một tài khoản nhé. Mọi người có thể đăng ký bằng Google, tài khoản Google hoặc là tài khoản Twitter, email. 20 day nữa là kết thúc. Bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình để tham gia nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ điền tên email, bên dưới thì chúng ta sẽ điền ví nhé. Chúng ta sử dụng ví MetaMask. Dán vào đây, và tích vào đây. Nó cũng có mấy nhiệm vụ đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta flow và red twin chuyên chờ. Đây chúng ta ấn flow luôn nhé. Ở đây chúng ta like Redwin luôn này. Rồi quay lại đây thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Tích vào đây là nó tích V thôi, tại vì là mình đã làm hết rồi. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ vào đây theo dõi Twitter. Theo dõi Discord. Những cái tài khoản mạng xã hội này là các bạn phải có trước nha. Nếu bạn nào chưa có thì các bạn cứ ấn vào sau đăng ký một cái tài khoản thôi là được. Trùng với email mà các bạn đã đăng ký ở trên cái tài khoản Glen nhé. Quay lại thì mọi người sẽ ấn vào Continue nhé. Đây thì chúng ta theo dõi Telegram này. Continue. Tiếp tục. Continue tiếp để xem nó có yêu cầu mình phải xác minh ở trong Discord không nhé. Không không, cái này hình như là không cần phải xác minh. Realm map. Không cần nhé. Có phải verify cái gì không vậy? Rồi, ok. Ở đây thì chúng ta theo Telegram đi nhé. Mấy cái dưới này thì là visit thôi mọi người ạ. Visit thì chúng ta không cần phải theo gì đâu. Chúng ta chỉ đến thăm cái tài khoản của nó thôi. Rồi, ok. Ở dưới này cũng thế này, cũng visit thôi. Này cũng visit luôn. Đấy, đấy là hết đấy mọi người ạ. Cũng đơn giản thôi. Ở đây thì chúng ta theo dõi cái check qua một ít thông tin về cái dự án này nhé. Sẽ tăng coi như là kiểu gọi là gì nhỉ, bắn nhau, xe tăng bắn nhau. CEO hình như đến từ Nga, banner cũng rất là nhiều xịn sò. Đấy. Ok chưa mọi người? Các bạn copy lấy link nhé, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia để nhận được thêm token khi mà các bạn lọt top nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này cùng mình. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.